Lô anh em, chào mừng em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game bài của thưởng của mình từ Win anh em ơi. Thì con này là một con game rất khó rồi. Trước khi chơi một game thì các bạn phải cần lưu ý cho mình này. Điều đầu tiên các bạn cần lưu ý, các bạn biết điều gì không? Đó là các bạn phải may mắn anh em ạ. Có những ngày anh em sẽ ăn được nó, nhưng mà có những ngày anh em đéo thể ăn được nó, đúng không? Công nhận điều đó không? Thành ra các bạn phải xác định từ đầu cho mình này. Là ví dụ cảm nhận ngày hôm đó đéo hên ấy, thì tốt nhất là đánh. Ngày nào các bạn cảm nhận hên thì các bạn sẽ đánh thôi. Và muốn cảm nhận điều đó các bạn nên làm gì? Đó các bạn có thể nạp nhỏ vào. Nếu thắng, nếu cảm nhận các bạn đánh 1-2 ván các bạn thắng thì bạn sẽ nạp vào to hơn. Còn mà đéo thắng thì thôi, hôm đó nghỉ thì đừng có cố gắng đánh nha. Cái thứ hai cần lưu ý cho mình đó là các bạn đánh các bạn phải giữ tâm thế bình tĩnh. Đừng có đánh theo kiểu là vội vàng nha. Mà trong trường hợp là nếu các bạn đã từng thua rồi, thua nhiều rồi, các bạn hãy quên những cái số thua trước đó đi. Các bạn phải reset lại cái số vốn ban đầu bạn giống như bằng không luôn để nó làm gì. Nếu bạn đánh trường hợp những cái sai lầm, cứ nghĩ đến những cái thua trước đó mà các bạn ngày hôm đó các bạn vốn 20 mê, mà các bạn đã thắng lên 40 mê rồi, nhưng mà trước đó các bạn đã thua 100 mê, các bạn đáng lại thắng 20 mê là quá là ngon rồi. Nhưng mà nhiều lúc các bạn nghĩ là những khoản thua đó thành ra các bạn đánh tiếp và sau đó các bạn thua lại. Và cái thứ tư các bạn cần lưu ý đó là chơi ấy, thì đừng có bao giờ chơi một cái game. Có thể các bạn chơi long hộ này, hoặc chơi tài xỉu, hoặc cái game lật bài mini game. Chứ đừng có cố gắng đánh một cái game, bởi vì có thể con game hôm nay, con game này xui, nhưng mà con game long hổ đôi hên thôi với anh em hôm nay, hoặc là con game tài xỉu nó hên với anh em hôm nay. Chứ anh em đừng có cố gắng đánh một game. Và cái thứ năm mà cũng còn nhiều cái nhá, đó là các bạn nên nhớ cho mình này, chơi thì các bạn hãy xem những cái kinh nghiệm của người ta chơi trước ấy, thì các bạn rút kinh nghiệm lại. Chứ đừng có đánh theo kiểu là tâm lý, đéo bình tĩnh, cứ vào muốn gỡ đéo được đâu anh em nha. Nhớ điều đó nha. Ok, thì vốn mình hôm nay 20 mê, mình sẽ vào đây chơi long hộ đi. Ôi dồi, chuỗi long rồi. Và những cái cầu hay về mình nói với anh em này, cầu 1-1 này, cầu 2-2, cầu 3-3, cầu chuỗi, hoặc cầu 1-2, 1-2, hoặc ngược lại nha, là 2-1, 2-1 đấy anh em. Đó những cầu nó hay về. Và đánh ấy, đối với mình nha, là mình đánh nhanh thắng nhanh. Một là thắng thắng luôn đi, hai thua luôn đi. Chứ mình đéo đánh theo kiểu là dây dưa, là cứ đánh nhỏ thì dần dần lên. Mình nói thật với anh em, đó đánh nhỏ như vậy chỉ cần anh em thua 1-2 ván thôi, mà trong lúc đó anh em đang ở thế thắng nha, anh em có 20 mê, anh em lên 22 mê, sau đó anh em thua 2 ván thì anh em còn 21 mê, ý là mỗi lần đánh 500 nha. Và lúc đấy là các bạn bắt đầu là cay cũ, các bạn đánh to lên liền à. Lúc đấy bạn bắt đầu cay cũ, các bạn đánh lên 1 mê không đủ, bạn gấp lên 2 mê. Tốt nhất là các bạn đánh to từ đầu luôn đi, một là thắng luôn đi, hai thua luôn đi nha. Chứ đánh theo kiểu dây dưa nhỏ là dễ bị gọi là bị thua lại lắm anh em, dễ bị thua lại lắm. Mình gặp trường hợp đó nhiều rồi anh em. Đánh nhanh thắng nhanh. Và trước khi đánh em phải xác định từ đầu là thắng lên bao nhiêu nghĩ nha. Ôi dồi ngon này, bố nó vẫn thắng ấy, ngon đấy. Các bạn phải xác định thắng lên bao nhiêu nghĩ và thua xuống bao nhiêu nghĩ anh em ơi. Trước đó nó về 2, sau đó nó chuyển sang một chuỗi hỗ này. Bây giờ mình đoán 2 long sau nó bệ ra ấy nhỉ. Mình nghĩ vẫn nghĩ là đéo, nó đéo có chuyện là về chuỗi long đâu. Đương nhiên đây là chỉ mình đoán thôi. Ôi dồi, đoán sai anh em ạ. Nó về chuỗi long thật, phải đạn thật đấy. Đèn thế, quá đèn luôn anh em nhỉ. Thôi cứ từ lên lại thôi anh em ạ. Chứ không biết làm sao được giờ anh em ơi. Game mà hên thì mình ăn thôi, xui thì ra đảo thôi, chấp nhận thôi, chứ biết làm sao giờ. Game nên xui, đánh thì cứ đánh thôi, trúng thì trúng thôi, thua thì thua thôi. Ba toang rồi. Ui, ba vẫn đéo toang kìa. Ui, hên thế. Quá hên luôn anh em ạ. Thật sự pha đó hên đấy. Bởi pha đó mình nghĩ là mình đéo có thể thắng được luôn đấy. Ba mà, ba quá là thấp rồi. Chỉ có thua con át, thắng là con át và con hai thôi. Và hòa thì hòa chỉ con 3 thôi. Nhưng mà chung cuộc mình vẫn thắng được anh em ạ. Thắng thế nào, thắng tiếp đi nào. Ôi lá kìa, lá kìa, mất mạng à. Mấy cái đéo gì vậy. Ôi cha, mạng hiện tại không ổn định rồi anh em ơi, đừng nói thua nha. Ôi cha, đéo gì vậy trời. Ôi dồi, mạng giàu này chán thế. Long nó vẫn về là ngon rồi anh em ạ. Để đéo quan tâm, mình chỉ quan tâm là nó về là ngon rồi anh em ạ. Nó về là ngon rồi.
Còn lát mà sau đó mình thua cái gì mình sợ là game soi. Nhưng mà mình vẫn thắng là kệ nó đi. Mình vẫn thắng là kệ, đéo quan tâm. 8 này. Đây này, thắng tiếp nha. Mình đi xác định từ đầu của mình ấy là lên tầm 2 thắng 2 mê là mình nghĩ thôi. Đéo cần nhiều đâu anh em. Ván này thắng là đôi khi mình nghĩ luôn anh em ơi. Nếu mà mình muốn thắng to hơn thì mình phải xác định là nếu mình lên gần gần 4 mê đúng không? Thì mình xác định muốn thắng to hơn là mình phải xác định là mình chấp nhận là mình xuống tầm dưới 31 mê, nhưng mà trong khoảng là 30 mê mình sẽ nghỉ. Vì sao mình đánh như vậy anh em? Bởi vì khi mình mà thua, mình mà muốn thắng to hơn thì mình phải chấp nhận thua cái số nào đó. Chứ mình phải quyết định mình phải thắng lại anh em ạ. Và bây giờ mình cũng tham nha. Chấp nhận thua xuống dưới dưới anh em ơi. Dưới bao nhiêu anh em ơi? Mình chấp dần xuống dưới đó là bao nhiêu? Bao nhiêu anh em? Đó là dưới 30 mê. Nhưng mà nếu thắng được thì ok mình sẽ đánh tiếp. Còn không thắng được, ok mình sẽ nghỉ. Đơn giản như vậy thôi anh em. Chứ bởi vì bây giờ mình muốn thắng to mà thì phải chấp nhận thua chứ. Không nếu mình cứ muốn thắng mà ôi rồi. Thua lại rồi. Mẹ nó kìa, thua là đéo ngờ thua nhanh vậy đấy. Ôi cha. Đánh chuồn một chuỗi nó đéo về anh em kìa. Đơ mơ nói chứ kìa. Đúng là lòng tham là toang ra đảo liền anh em ạ. À. Đúng ngu tham như mình nhá. Xác định từ đầu là thắng nên từng đó nghỉ thì nghỉ đi. Đừng có tham nữa anh em ạ. Không tham là toang đấy. Hôm nay đáng là mình thắng đấy kìa. Nó chỉ do tham một cái mà bây giờ thua lại luôn đấy anh em ạ. Phải lùn thật đấy. À nó chưa kìa. Địt phải đạn này. Quy ra át kìa. 29 lại này. Ôi dồi ôi, cho lên lại nào. Ôi đèn thế. Đèn thế anh em ơi. Trời bây giờ mình chỉ cần lên 3 mê thôi là mình nghĩ anh em ạ. Thật sự đấy. 3 mê thôi là nghĩ luôn đấy. Đéo còn nhiều ở đâu. Đéo còn thắng ở đâu anh em. Đéo còn thắng to ở đâu. 3 mê là nghĩ luôn. Bởi vì tham tham là mình sợ. Tí là mình còn một cái nịt đấy anh em. Bởi thua nó còn một cái nịt là điều rất bình thường anh em ơi. Ôi thôi nghĩ 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 anh em ơi. Đéo nên tham nữa nha. Tham là tí nó còn một cái nịt thì sao đúng không. Nghĩ. Thôi. Video này kết thúc nha. Bye bye anh em. Tháng là ngon rồi anh em ạ. Nghĩ. Bye bye anh em nha.